Tôi là sếp. Khi các bạn bắt đầu làm việc ở đây, ai cũng đã phải ký một hợp đồng lao động và trong đó có điều khoản cấm cặp bồ. Theo quy tắc của công ty thì một trong hai người phải nghỉ việc. Chọn đi. Em chịu hết nổi rồi, em thấy quá là áy náy khi mà đuổi việc Đức với Liên. Mình cũng như họ thôi, rồi ai sẽ là người đuổi việc mình nếu mà phát hiện ra mình cũng hẹn hò như vậy. Mày rút tiền cho tiền gấp 4 hả? Chết. Thề đi mẹ. Cao Tấn Phát. Phản bội. Bà Nguyễn Thị Phi Vân. Ồ, giỏi. Ai nữa? Bà Nguyễn Văn Hiếu. Ăn là trúng cái cẳng lạ con. Cho mày chết. Nếu như trong vòng 3 ngày anh lấy lại được số tiền đó thì em sẽ là người nghỉ việc. Nhưng nếu như anh không lấy lại được tiền, anh sẽ là người nghỉ việc. Chơi luôn. Ôi, cho răng cái gì mà nó quấn như chó quẩy vậy? Không anh, cái này nó gọi là tình yêu. Mày yêu chó quẩy? Một ngày làm sếp thì cả đời sẽ làm sếp.